Vụ bé trai rơi xuống hố ga tử vong, hoàn cảnh của nạn nhân rất thương tâm. Sau sự việc bé trai 4 tuổi rơi xuống hố ga tử vong khi theo mẹ đi làm đồng, nhiều người dân địa phương bất bình và cho rằng nguyên nhân do đơn vị thi công không đảm bảo. Chủ đầu tư thông tin về dự án, ngày 30 tháng 5, cơ quan chức năng huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé TVH, 4 tuổi, theo mẹ làm đồng và tử vong khi bị rơi xuống hố ga bên đường ven biển thị trấn Lộc Hà. Theo tìm hiểu của BV, hố ga nơi xảy ra sự việc này là công trình thuộc dự án nâng cấp tuyến đường ven biển do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Dự án nâng cấp tuyến đường dài 32,68 km nối từ xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân đi thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư 546 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 7 năm 2020 hoàn thành đi vào hoạt động. Dự án này nằm trong đại dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Sơn Hội Thạch Khê Vũng Áng, có mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Công trình hố ga nơi xảy ra sự việc do công ty cổ phần đầu tư Thành Công, trụ sở đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An, làm đơn vị thi công. Tại hiện trường, hố ga này sâu 3 mét, mực nước trong hố ga sâu khoảng 1 mét. Đây là hố ga hình vuông, mỗi cạnh 60cm, bên dưới có thang để công nhân xuống nối dây điện và làm một số hạng mục khác. Không chỉ riêng hố ga này mà trên tuyến đường ven biển nằm trong dự án này vẫn còn một số hạng mục còn hỗn ngang, nhiều nắp cống không được che đậy. Ngoài ra, một số điểm cống thoát nước được đào sâu nhưng không có biển cảnh báo hay rào chắn, rất nguy hiểm cho người đi đường. Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Văn Tùng, trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ông Tùng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị thi công xuống động viên, lo công tác mai táng và chia sẻ mất mát với gia đình cháu bé. Về hố ga nói trên, ông Tùng cho biết công trình đang thi công, chưa bàn giao nên miệng cống được đậy bằng tấm bê tông có thể dịch chuyển để công nhân xuống thi công đường điện, nước. Sau khi làm xong, miệng hố ga sẽ có nắp đậy bằng gang và khóa lại. Nạn nhân có hoàn cảnh thương tâm. Sau 2 ngày xảy ra sự việc, người dân sống gần nhà nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng và bất bình trước cái chết thương tâm của cháu Hát. Nhiều người cho rằng cái chết của cháu Hát là do việc thi công không đảm bảo, hố ga không có nắp đậy, nên mới xảy ra sự việc thương tâm trên. Những người dân sống gần hiện trường cho biết tuyến đường và hố ga trên đã được thi công từ lâu. Tuy nhiên nắp đậy của hố ga này chưa được đậy lại và cũng không hề có bất cứ biển cảnh báo hay rào chắn nào. Hố ga này xây dựng xong rồi để đó mà không đậy nắp lại như một cái bẫy chết người, người lớn mà rơi xuống cũng chết chứ không phải trẻ con đâu. Cái này do đơn vị thi công rất ẩu. Ông Hợp sống gần hiện trường và là hàng xóm nạn nhân chia sẻ, là người sống gần nhà nạn nhân nên ông Hợp biết hoàn cảnh.